Xin kính chào tất cả cô chú, các anh chị và các bạn đến với clip mai giảo của mình nha các bạn. Mai được mai giảo Thủ Đức đã ra hoa tại bến Ninh Kiều. Bữa nay mình không có xài riêng bồ. Đây là cây mai giảo nha các bạn. Hiện tại thì không có chủ vườn ở đây nên mình không có hỏi thông tin được nha các bạn. Đây là hai loại hoa lên các bạn, bên đây là loại hoa nhiều cánh nè, bên này là hoa năm cánh. Cái này 15 triệu nè các bạn. Đây là cây. Cái bự này giá nhiều anh ha. Không gần ha. Đi coi vòng hả? Cái này đẹp quá này. Dạ không. Cái này đẹp quá các bạn ơi, 25 triệu nha các bạn. Hôm nay là ngày 28 Tết cho nên hoa đã bắt đầu nở rồi các bạn, cho tới ngày khoảng mùng 1 thì nó sẽ nở rộ. Còn có những cây mai sẽ nở vào ngày 30 nữa đó các bạn. Dưới dãy này là những cây mai sẽ nở vào ngày 30 Tết nè các bạn. Đây là một gốc mai đẹp nè, đã nở hoa rồi. Mai này mai giảo 5 cánh. Đây là những cây mai sẽ nở hoa vào đúng dịp 30 nè các bạn. Nụ nè, rất là nhiều nụ các bạn. Cây mai này gốc rất là to. Vườn mai của chú Bảy nha các bạn. Lúc trước hôm bữa mình quay thì nó chưa có hoa nhiều. Cây này đẹp quá, cây này giá khoảng 2 triệu các bạn. Đây là cây mai có những cái cành đẹp nè các bạn.
thân cũng được lạ mắt. Cây này ra bông nhiều lắm nè các bạn, bông dày luôn. Hôm nay giảo chú Bảy nha các bạn. Cái này vừa chớm nở hoa nè các bạn, bông to. Mai chú Bảy. Mai giảo nè nha các bạn. Quay hồi đưa 5 xỉ cái đấy. Đi cho bạn. Đẹp quá các bạn ơi, những cái cành hoa này nở đúng ngày Tết. Cây này tán tốt nè các bạn, bông đều khi mình trưng trong nhà sẽ rất hợp. Những cây mai dáng rất là đẹp. Bỏ cái này xuống. Tâm ơi. Lại thấy thì con cắt con dao đi nữa con nhận về, con nói là chủ con nhận về bắt cái này là gì gì nha. Không, cái nó dễ chị lắm. Không, giờ gì không được, gì không ngại.
đây là những gốc mai nhỏ này các bạn. Đây là khúc Đại Lộc nha các bạn. Xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn.